Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là sau khi sinh bao lâu thì tắm gội được? Thì Trang có 3 phần muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên đối với những người sanh thường, thứ hai đối với những người sanh mổ và thứ ba những lưu ý chung cho tất cả các bạn. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Sau cái quá trình vượt cạn thì cơ thể của mẹ tốn rất nhiều sức cũng như mất rất nhiều năng lượng và phả mồ hôi rất là nhiều, cho nên việc tắm gội sau khi sinh cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho mẹ loại bỏ được vi khuẩn trên người đi cũng như hạn chế tối đa những cái mầm bệnh và vi khuẩn tấn công ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ nuôi con nữa. Thì các bạn hỏi Trang là sau khi sinh bao lâu thì tắm gội được? Mặc dù các bạn ở bệnh viện đã được các bác sĩ cũng như là nhân viên y tế đã hướng dẫn cho bạn rồi, nhưng lỡ như bạn quên, bạn muốn tìm hiểu lại hoặc có những bà mẹ muốn tìm hiểu trước khi đi sanh thì chúng ta có thể tìm hiểu vào video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đối với những bà mẹ sanh thường thì sau 1 đến 2 ngày thì mẹ có thể tắm gội được rồi, nhưng mà tốt nhất thì để 3 đến 4 ngày thì mẹ hãy bắt đầu tắm gội bạn nhé. Đối với những bà mẹ sanh mổ thì ít nhất là 5 đến 7 ngày thì chúng ta có thể tắm gội lại được. Và những lưu ý dành cho tất cả các bạn đây, nhớ là khi tắm gội thì chọn nước ấm, nước nhiệt độ khoảng là 38 đến 40 độ bạn nhé. Bởi vì khi tắm như vậy thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe của bà mẹ sau khi sinh rất nhiều. Tuyệt đối không sử dụng được nước lạnh, bởi vì nước lạnh sẽ làm cho bạn bị cảm lạnh nè, bị viêm phổi và ảnh hưởng đến sức khỏe, và từ đó bạn truyền sang cho con nữa. Cho nên là chúng ta sẽ tắm bằng nước ấm. Và lưu ý là tắm trong phòng kín gió và tắm nhanh khoảng 5 đến 10 phút là được, không nên tắm quá lâu. Còn đối với việc gội đầu thì bạn nhớ là gội một lần vào buổi sáng thôi. Có nghĩa là chúng ta chọn vào buổi sáng để gội đầu và sau đó làm khô tóc ngay lập tức cùng với máy sấy bạn nhé. Và các bạn cần lưu ý là không dùng các dầu gội hoặc là cái gia sữa tắm có tính tẩy rửa quá mạnh hay là có mùi thơm quá nhiều, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn cho con bú nữa. Cho nên là chúng ta chọn những cái sản phẩm dịu nhẹ nhất, tốt nhất là bạn mua luôn Johnson Baby, bạn sử dụng cho mẹ luôn là tốt hơn. Và nhớ là đối với những bà mẹ bị rạch tần sinh môn thì khi vệ sinh các bạn thực hiện nhẹ nhàng để tránh cái hiện tượng là chúng ta làm tổn thương âm đạo nè. Còn đối với những bà mẹ sanh mổ thì sao? Khi tắm thì nhớ băng che cái vết mổ lại một cách cẩn thận, hạn chế làm ướt, và sau khi tắm xong là vô bạn vệ sinh lại liền. Có nghĩa là chúng ta vô chúng ta sẽ vệ sinh lau sạch lại bằng nước muối, sau đó dùng bông để lau khô thấm vết thương lại, để hạn chế cái tình trạng nhiễm khuẩn hoặc là bưng mủ bạn nhé. Như vậy là các bạn đã biết được cách tắm sau khi sinh như thế nào rồi nhé. Đơn giản thôi, sau khi sinh một ngày thì chúng ta nên sử dụng khăn ấm, khăn nhúng với nước ấm vắt khô đi và lau sạch người. Sang từ ngày thứ 3 thì bà mẹ sanh thường có thể tắm gội đầu rồi đó. Còn đối với những bà mẹ sanh mổ thì chúng ta phải lau người như vậy trong suốt 5 đến 7 ngày thì chúng ta mới tắm được. Có nghĩa là cái khoảng thời gian mẹ hồi phục sức khỏe khi sanh mổ nó dài hơn bà mẹ sanh thường. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý vệ sinh âm đạo mỗi ngày từ 3 đến 4 lần và thay băng vệ sinh liên tục thường xuyên bạn nhé. Bởi vì máu kinh có thể, cái máu mà bạn, cái sản dịch mà bạn ra sau khi sinh đó, nó kéo dài khoảng 6 đến 8 tuần tùy thuộc vào từng cơ địa của mỗi người. Cho nên chúng ta phải vệ sinh cũng như là thay băng vệ sinh thường xuyên để cho cái việc thấm hút sản dịch đó hạn chế viêm nhiễm phụ khoa và sử dụng nước rửa dịu nhẹ bạn nhé. Như vậy là các bạn đã biết cách được chăm sóc cá nhân cho mình một cách tốt nhất và nên tắm gội khi nào rồi nhé. Mỗi ngày chỉ cần tắm một lần thôi. Khi nào sức khỏe của các bạn và vết thương đã lành hẳn thì chúng ta mới tắm hai lần. Như vậy là Trang đã thông tin cho tất cả các bạn biết về vấn đề nên tắm gội khi nào sau khi sinh. Nếu như các bạn thấy video này có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé.
Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Nếu như bạn thật sự cần thì có thể bấm nút lưu lại để khi nào mình xem lại, bạn có thể mở ra nhanh hơn, không cần phải tìm kiếm nữa. Và địa chỉ trang web của Trang, bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.